Trong khi cả thế giới người ta đang trên tay cái gì nhỉ? Galaxy S20 này, S20 cộng này, S20 Ultra này, Galaxy Z Flip. Gì nhỉ ta? Em thấy anh Huy nhắn cho anh có Galaxy S20 ở văn phòng kìa. S20 thì tầm này ra bát. Đúng. Số lần trước anh có con gì nhỉ? Anh đi mua iPhone 11 là 12 giờ đêm. Anh lấy được con MacBook về anh là 12 giờ đêm. Xong về con S20 là mấy giờ? 9 giờ tối. Thế anh có thể vào rửa bát của anh thay vì mình... Không. Nope. S20 tần. Galaxy S20 rửa bát xong trên tay S20, không chỉ trên tay má mình còn đập hộp con S20. Mình có thể không phải là một trong những người đầu tiên được trên tay cái máy này, nhưng mình tự tin nói mình là một trong những người đầu tiên được unbox một cái phiên bản thương mại. Đây, mọi người nhìn rất rõ, đây là một cái máy sản xuất ở Việt Nam luôn. Đó, không phải hàng xách tay gì hết, mà là một phiên bản thương mại luôn. Đấy, không tốn cái công đội trời mưa gió. Trời đang mưa to cực kỳ luôn. Để chúng ta sẽ cùng nhau xem là hộp của chiếc S20 nó sẽ như thế nào và có những gì bên trong. Tại thì mọi người có thể pre-order ngay chiếc S20 này ở Cellphone S, thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới. Còn trong video này thì mình sẽ nói chung là S20 thôi, vì có S20 và S20 cộng cũng có khá là nhiều điểm giống nhau. Những cái điểm nào mà riêng S20 cộng thì mình sẽ chú thích riêng. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái hộp phụ kiện này, thì chắc là giấy tờ nó sử dụng nó không quá nhiều điểm đặc biệt ở đây. Và cái phiên bản mình đang có ở đây là một phiên bản màu xanh, cái này màu gọi là màu xanh gì nhá, mình sẽ tạm gọi nó là xanh ngọc trai đi, trông khá là đẹp. Phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm ở đây là một cục sạc nhanh này. Đương nhiên rồi, cục sạc này là cục sạc 25W thì phải. Ngoài ra chúng ta sẽ có tai nghe, có cáp kết nối, có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trong này. Và cái tai nghe thì đây, nó sẽ là cái tai nghe AKG như truyền thống mọi lần. Đó. Nhìn chung thì riêng về khoản phụ kiện, Samsung khá đầy đủ, không bao giờ giống keo bẩn giống như kiểu... Chỉ vừa mới ra mắt ngày hôm qua đấy, mà các bạn có thể tưởng tượng ngày hôm nay mình đã có ở đây để mình box hill. Các bạn mua máy về thì Samsung sẽ có dán sẵn cho chúng ta một cái miếng dán ở mặt trước luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói một chút về cái thiết kế đi. Có lẽ là từ hôm qua đến giờ các bạn đã xem bộ thực video về S20 rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mình mới được cầm, thế là mình sẽ xăm soi một chút. Sơ bộ cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm thì nó khá là giống S10, nhưng mà sẽ có một cái điểm mà mình quan tâm nhất, đấy là cái cụm camera của nó. Nó sẽ lồi cỡ như thế nào. Ví dụ ở đây là mình đang có một chiếc Pro Max của mình và con S20 thì các bạn nhìn thấy này. Về cảm nhận sơ bộ thì có vẻ là S20 nó sẽ lồi lên nhiều hơn và nhìn rất là rõ. Đây, các bạn nhìn thấy được là nó sẽ có một cái viền kim loại bảo vệ xung quanh. Thì cái điều này cũng là một trong cái điều khá là dễ hiểu, bởi vì năm nay Samsung có nâng cấp cực kỳ nhiều ở cái camera này của S20. Nó nâng cấp nhiều như thế nào thì một tẹo nữa chúng ta sẽ bàn đến sau. Nhưng mà có một cái mình hơi thắc mắc một tí. Anh Bay là một người từ bỏ iPhone để chuyển qua dùng Note 10 đúng không? Thế thì bây giờ nếu như mà so cái mặt lưng của Note 10 và mặt lưng của S20 thì anh thấy mặt lưng nào đẹp hơn? Note 10 và S20. Theo cái cảm giác của anh, đầu tiên anh nhìn sơ qua một cái mặt lưng giống kiểu như này và mặt lưng cũ của Note 10 thì anh thấy, theo anh thì anh thích cái nào hơn? Anh thích Note 10 hơn. Ok. Cái nào nó tinh giản hơn. Rồi, chi tiết cảm nhận của anh Bay các bạn phải xem video của máy bay vlog. Còn đây thì mình có thêm một chiếc gọi là A71, và cũng là cái điều mà mình không thực sự khoái lắm của Samsung của năm nay. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nhìn này, năm nay Samsung một cái nước đi khá là khác, đấy là sẽ đưa những cái điều mới xuống cho dòng A, và sau đấy thì kiểu thử nghiệm dòng A và sẽ chuyển sang cho dòng S và dòng Note. Thì mình cũng không khoái được lắm, bởi vì mình muốn là có một cái sản phẩm nó cao cấp và chỉ riêng ở S và Note có thôi. Nhưng mà nếu như mà mình cầm ở khoảng cách xa như thế này thì liệu rằng mọi người có thể nhìn ra được đâu là Galaxy S20 và đâu là A71 đâu. Thì đây là một điều mình không khoái lắm, nhưng mà cảm giác cầm nắm trên tay thì vẫn cực kỳ sướng và đã. Bởi vì sao? Bởi vì nó toàn là những vật liệu cao cấp mà, viền kim loại, xong rồi mặt kính các kiểu, cầm trên tay vẫn cực kỳ phê. Rồi, cái điểm tiếp theo nữa, ăn tiền hơn. Đó chính là một cái điều mà mình nghĩ là tất cả những người dùng iPhone ở thời điểm hiện tại vẫn đang cực kỳ thèm thuồng. Đó chính là cái tần số quét 120Hz. Mình là một người, nói nhỏ nhỏ, mình cực kỳ thích cái tần số quét cao, bởi vì mình đã dùng quen iPad Pro 120Hz rồi. Do đó thì một trong những cái mong muốn mà mình luôn luôn thấy có ở trên bất cứ smartphone nào mình sử dụng, đấy là tần số quét cao. Thì cuối cùng S20 cũng có, và mình khẳng định với các bạn là các bạn có thể phân biệt được cái tốc độ làm tươi 120Hz này ấy. Nó khác nhau một trời một vực như ban ngày luôn. Trên video thì có thể khá là khó để chúng ta có thể nhìn thấy được, nhưng mà trời ơi, các bạn nào cứ cầm máy các bạn chỉ cần vuốt qua thôi là thấy là độ mượt nó như kiểu tăng gấp đôi ấy. Đấy, con iPhone này làm gì có, đúng không? Biến. Nhưng mà khi mà các bạn đi sâu vào bên trong một setting thì các bạn sẽ để ý cho mình một cái, đấy là khi mà chúng ta chuyển qua cái tốc độ làm tươi là 120Hz ấy, đó thì nó sẽ có một cái như thế này. Nó sẽ auto đưa cái độ phân giải màn hình xuống là Full HD cộng. Đó. Và khi nào mà các bạn chuyển về 60Hz thì các bạn mới có thể sử dụng được đúng cái độ phân giải cao nhất của cái màn hình này. Đó thì nó cũng là một trong những cái mà mình nghĩ là hợp lý thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tần số quét 120Hz này là một trong những cái nó tiêu tốn của chúng ta rất nhiều thời lượng sử dụng. Đó, nhưng mà một lần nữa, ui, nhìn nó mượt như bơ luôn mấy ông ạ. Ui, trời ơi, phê khủng khiếp. Rồi, còn về màn hình các thứ thì vẫn rất là đẹp, đúng không? Vì Samsung từ trước đến nay thì chưa bao giờ làm ra một cái máy nào màn hình tệ cả. Đây, các bạn nhìn thấy này, màn AMOLED từ trước đến nay luôn luôn là một trong những cái điểm mà Samsung cực kỳ tự hào, và mình nghĩ là vẫn có thể tiếp tục tự hào với S20. Phê thật. Và đây, vẫn theo truyền thống giống của Note 10, và chúng ta vẫn sẽ có một cái lỗ khoét camera trước. Đó. Còn sâu vào phía bên trong một camera thì chúng ta sẽ có gì? Đây sẽ chính là cái điểm nâng cấp cực kỳ mạnh mẽ khi chúng ta sẽ có một cảm biến mới. Mình đặc biệt nhớ là có một cảm biến lên tận 64 megapixel. Đó chính là cái camera tele zoom 3x. Đó. Và thậm chí là ở đây có thể zoom số được lên tới 30x. Và nếu như các bạn mà chịu chi hơn, bỏ tiền ra mua bản Ultra thì còn có thể lên được đến con số là 100x. Đó, rất là căng thẳng. Còn về mặt video thì sao? Mình hứng thú hơn một điểm, đấy là trong video thì Samsung có nói là chúng ta đã có thể quay được video lên đến độ phân giải cực kỳ khủng khiếp là 8K. Nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ thấy là khi mà chuyển qua 8K thì ngay lập tức là nó sẽ báo hiệu hai cái như sau. Độ phân giải đã chọn không hỗ trợ dò tìm lấy nét tự động và hiệu ứng video. Đó, có nghĩa là auto focus và những cái hiệu ứng mà các bạn có thể thêm được ở camera độ phân giải thông thường thì sẽ không còn sử dụng được nữa. Và một cái điểm nữa đấy là khi mà các bạn chuyển qua quay với độ phân giải 8K, đây các bạn nhìn này, mình chuyển nhá, ví dụ như là Full HD thì bạn sẽ thấy là góc quay nó thay đổi, và khi mình chuyển qua 8K thì nó sẽ bị zoom lên là 3x. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải sử dụng cái độ phân giải lớn ở camera tele thì mới có thể quay 8K trên cái máy này được. Do đó thì mình nghĩ là cũng là một lựa chọn hay, nhưng mà đối với những cái nhu cầu quay phim thông thường đối với mình ấy, thì mình nghĩ là 8K này nó sẽ hay nhất ở trên con Ultra thôi. Chứ hai con bản thường này thì nó chỉ là một cái lựa chọn là chúng ta kiểu có để mà chụp hình gọi là vui vui thôi. Đó. Còn một số những cái điểm khác liên quan, ví dụ như là chúng ta sẽ có một cấu hình rất là mới. Năm nay con chip tên khá là dị, Exynos 990. Chúng ta có S10 với Exynos 9820 này. Chúng ta có Note 10 với Exynos 9825. Thì sang con S20 nó lại chuyển về Exynos 990. Nhưng tiếp tục thì đây là một con chip rất là mạnh với cái tiến trình là 7nm. Do đó thì các bạn hoàn toàn thể yên tâm là cấu hình thì đương nhiên flagship mà, hàng top rồi. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm 8GB RAM nữa. Từ từ, 7nm, 8GB RAM. À không, vẫn kém cái PC nhà mình có 16GB RAM cơ. Hú hồn. Còn đây là camera trước thì đây chúng ta sẽ có những cái lựa chọn quay phim như thế này. Wow, cũng rất là đầy đủ và thừa thãi, đúng không? Mình sẽ thử nhìn camera trước sơ một chút. Góc rộng này, góc bình thường này. Ủa, thề, ở đây các bạn nhìn những cái góc ví dụ như thế này, nó tràn hết ra màn hình ấy, trông cực kỳ phê. Đó. Rồi, còn điểm cuối cùng thì về thời lượng sử dụng thì chúng ta sẽ có một cái viên pin trên S20 cộng là 4500 mAh, thì là một con số mình nghĩ là đủ đấy để cho một cái màn hình 120Hz này, một cái cấu hình rất là khủng và một cái độ phân giải hình lớn như thế này. Thì 4500 mAh trên S20 và gần 4000 mAh trên Pro Max thì không biết được máy nào sẽ cho thời lượng sử dụng nó trâu hơn, thì biết đâu đấy. Nếu như các bạn hứng thú thì chúng ta sẽ có một cái video thử trải nghiệm điều này. Đó, sơ bộ thì đây là chiếc Galaxy S20 cộng phiên bản thương mại, thì mình khá là hạnh phúc vì là một trong những người đầu tiên được unbox và trên tay cái phiên bản gọi là bán ra thị trường luôn. Và nếu như mọi người hứng thú ấy, thì có thể pre-order trước cái máy này ở Cellphone S trước ngày mùng 5 tháng 3 thì mọi người sẽ có cơ hội nhận được phần quà, cũng như nếu như không nhận quà thì còn được trừ thêm vào giá bán nữa. Năm nay thì có thể coi là Samsung chơi khá là lớn đúng không? Chúng ta có 3 phiên bản này, giá bán quốc tế là 999 đô này, 1.100 hay là với cả 1.400 sao ấy. Nói chung là đã ngang hàng, thậm chí là có một cái máy còn vượt giá hơn toàn bộ những cái máy iPhone đang có nữa. Thì có thể là Samsung đang muốn khẳng định vị thế của mình với chiếc S20 này. Thì mọi người cảm thấy sao? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.